Thưa quý vị, cho đến nay thì các bộ ngành và các cơ sở bảo hiểm xã hội trên địa bàn cả nước đã thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Trên địa bàn Nghệ An thì qua 6 tháng thực hiện thì cũng đã có những cái kết quả bước đầu. Trong chương trình dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Lê Trường Giang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Qua 6 tháng thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì ông thấy là trên địa bàn tỉnh cái chuyển biến như thế nào? Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã có chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Qua 6 tháng triển khai, điều chúng tôi nhận thấy là sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với cái việc triển khai cái chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước là bảo hiểm xã hội. Đồng thời, cái nhận thức của người dân, sự quan tâm của người dân đối với cái việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng được quan tâm hơn, và người dân mong muốn được tìm hiểu về chính sách này, và đây là cái nền tảng hết sức quan trọng để chúng ta tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội với cái mục tiêu là tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Vâng, qua thực tế trên địa bàn Nghệ An thì 6 tháng qua cái số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội nó có tăng lên so với trước đây không? 6 tháng đầu năm 2016 thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục tăng lên, đặc biệt là số lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh thì trong 6 tháng đã có trên 5.000 người tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là một tín hiệu rất đáng phấn khởi. Bên cạnh đó thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục tăng, mặc dù chúng ta có một cái đối tượng là chuyển từ cái hình thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sang bảo hiểm xã hội bắt buộc, đấy là cán bộ xã không chuyên trách, nhưng cái số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Và điều đặc biệt là so với các địa phương khác, trong khi cả nước thì trong 6 tháng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có giảm thì tỉnh ta vẫn tiếp tục cái đà tăng trưởng. Từ trước đến nay thì ở các cái tổ chức, các doanh nghiệp này thì có cái tình trạng là trốn hoặc là chiếm dụng cái quỹ bảo hiểm xã hội. Vậy thì khi mới triển khai luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì trên địa bàn tỉnh đã có những cái chuyển biến như thế nào, và cái tình trạng đó qua quan sát, qua theo dõi của ngành thì như thế nào ạ? Như tôi đã trả lời là cái việc tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là một cái biểu hiện của cái việc mà các doanh nghiệp đang càng ngày nhận thức tốt hơn, người lao động càng nhận thức tốt hơn về việc tham gia bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cái việc mà các cái hình thức để trốn tránh cái việc tham gia bảo hiểm xã hội, nợ đọng bảo hiểm xã hội vẫn đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Điều này xuất phát từ cái nguyên nhân là chúng ta đóng trong quá trình bước đầu triển khai thực hiện luật bảo hiểm xã hội, các cái chế tài, các cái quy định mới chúng ta đang từng bước vận hành, nó có thể gọi là như cái thời kỳ đầu, cho nên là nó chưa tạo được sự nhuần nhuyễn và chưa tạo được sự thường xuyên để có thể giải quyết hết được những cái vướng mắc cũng như là đấu tranh đối với những cái vấn đề, những cái hiện tượng trong cái việc trốn đóng, nợ đọng hay các cái hình thức vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì các cái biện pháp, các cái chế tài để mà ngăn ngừa các cái hành vi vi phạm trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội được quan tâm. Thứ nhất là quy định đối với các trường hợp mà chậm đóng nợ đọng bảo hiểm xã hội thì lãi suất chậm nộp sẽ tính bằng 2 lần lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, có thể nói là tương đương khoảng 2 lần lãi suất huy động của ngân hàng. Cái thứ hai là tổ chức công đoàn được phép khởi kiện các cái chủ doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội. Việc thứ ba là cơ quan bảo hiểm xã hội đã được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, và có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng. Và điều thứ tư thì trong, mặc dù là bộ luật hình sự đã được Quốc hội hoãn thi hành, tuy nhiên qua các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng tôi cũng được biết là
các cái quy định về luật bảo hiểm xã hội trong luật hình sự thì không có vướng mắc. Trong luật có quy định rằng trong các cái đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 6 tháng đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành thì có thể khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi vi phạm về trốn đóng bảo hiểm xã hội. Có một câu hỏi mà một người gửi đến chương trình, đó là một cái lao động mà họ nói là việc mà họ ký là hợp đồng lao động với doanh nghiệp chỉ 2 tháng thôi. Vậy đó có phải là một cái hình thức trốn đóng bảo hiểm xã hội hay không? Cái việc ký hợp đồng lao động 2 tháng và việc có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hay không, ở đây chính xác là bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không, là được vấn đề Quốc hội trong cái thảo luận để thông qua luật bảo hiểm xã hội rất là quan tâm. Xuất phát từ cái yêu cầu phải bảo vệ quyền lợi cho người lao động, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ 1 tới 3 tháng cũng sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, về thời điểm để áp dụng cái quy định này thì phải đến mùng 1 tháng 1 năm 2018. Những cái hình thức mà trốn đóng bảo hiểm xã hội hay không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thì có nhiều cái hình thức khác nhau. Cái việc mà anh sử dụng lao động, những ký hợp đồng lao động không đúng quy định pháp luật là một trong các cái hình thức để các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội. Chúng tôi xác định đây là một cái vấn đề cũng cần quan tâm và phải quan tâm để bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội và người lao động trên địa bàn tỉnh trong cái việc là tham gia bảo hiểm xã hội để góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 15 tháng 4 năm 2016 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kế hoạch 2016 về triển khai luật bảo hiểm xã hội và các cái văn bản hướng dẫn để thi hành trên địa bàn tỉnh. Vậy qua cái thực hiện cái kế hoạch này kết hợp với thực hiện luật bảo hiểm xã hội thì ông thấy là còn những cái khó khăn hoặc là có những cái thuận lợi nào mà để mà tiếp tục thực hiện tốt luật bảo hiểm xã hội 2014? Triển khai cái kế hoạch 216 ngày 15 tháng 4 năm 2006 của ban dân tỉnh thì về cơ bản thì chúng tôi đang nhận thấy rằng là chúng ta đang triển khai đúng kế hoạch, đúng lộ trình, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm công tác thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội hết sức quan tâm. Về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thì chúng tôi đã tổ chức cái phổ biến luật bảo hiểm xã hội gắn với đối thoại với doanh nghiệp, đối thoại với người sử dụng lao động ở 7.102 đơn vị và 480 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, của Hội Nông dân, của Hội Liên hiệp Phụ nữ thì các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đã được phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Và thông qua hệ thống báo cáo viên thì chúng tôi cũng đã kịp thời phổ biến các quy định mới của luật bảo hiểm xã hội cũng như là tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn, đặc biệt nhấn mạnh là những cái ưu điểm, những cái điểm mới của luật bảo hiểm xã hội mà đảm bảo cái quyền lợi hợp pháp của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội cũng như là các cái chính sách để khẳng định bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Tuy nhiên do các cái văn bản hướng dẫn dưới luật và cái điều kiện để tổ chức thực hiện các cái quy định mới cũng đang gặp những khó khăn. Tôi lấy ví dụ cái thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội thì ngày 31 tháng 3 năm 2016 chính phủ mới ban hành nghị định số 21 quy định về thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2016, và chúng ta phải chuẩn bị các cái điều kiện để có thể thành lập được một đoàn thanh tra chuyên ngành theo đúng quy định của pháp luật. Thì trong tháng 9 tới đây chúng tôi sẽ được triển khai cái thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, với những cái thuận lợi
trong cái quá trình triển khai thực hiện luật bảo hiểm xã hội, chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì việc triển khai thực hiện luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh ta sẽ ngày càng tốt hơn. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, qua những cái trao đổi của ông Lê Trường Giang thì có thể thấy rằng là có nhiều cái chính sách bảo hiểm xã hội đang hướng về người dân, hướng về người lao động. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã tham gia theo dõi và cảm ơn ông Lê Trường Giang đã tham gia chương trình của chúng tôi.